Kết quả của nghiên cứu tên đề tài là tìm hiểu tác nhân gây viêm phổi ở bệnh nhân HIV/AIDS điều trị nội trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới năm 2020. Thì nghiên cứu này có sự hợp tác giữa bộ môn nhiễm của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên, viêm phổi là một bệnh lý nhiễm trùng rất phổ biến ở bệnh nhân HIV với tỷ lệ mắc có thể lên đến 90,4% ở bệnh nhân chưa điều trị ARV. Với phổi, tác nhân gây viêm phổi thì rất là đa dạng trên nhóm bệnh nhân HIV/AIDS và nó được thay đổi tùy theo từng khu vực với các chiến lược điều trị dự phòng khác nhau. Cụ thể như ở Hoa Kỳ và Tây Âu thì ưu thế viêm phổi do vi trùng, trong khi đó vùng cận Sahara lại ưu thế là lao phổi. BCB thì hiện nay được ghi nhận là tỷ lệ giảm đáng kể do liên quan đến dự phòng Cotrim. Ở Việt Nam thì cũng có nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát phân bố các tác nhân viêm phổi ở bệnh nhân HIV/AIDS. Trong đó có nghiên cứu của tác giả Lê Mạnh Hùng năm 2006 ghi nhận là Pneumocystis jovesi chiếm tỷ lệ cao nhất, kế đến là vi khuẩn, lao và vi nấm. Tuy nhiên, gần đây hơn thì ở miền Bắc có một số nghiên cứu của các tác giả khác cũng được khảo sát trên bệnh nhân HIV/AIDS. Tuy nhiên, sự phân bố các tác nhân đã thay đổi hẳn, với lao là tác nhân gây viêm phổi hay gặp hơn so với Pneumocystis jovesi. Thì lý do là do sự thay đổi trong chiến lược điều trị theo thời gian, cụ thể là điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội và chỉ định điều trị dự phòng điều trị ARV sớm hơn. Kèm với đó là phương tiện khảo sát các tác nhân gồm có phương tiện lấy đàm và kỹ thuật xét nghiệm có sự khác biệt giữa các nghiên cứu, thì liệu cái yếu tố này có làm thay đổi phân bố tác nhân gây viêm phổi hay không? Do đó chúng tôi muốn thực hiện một nghiên cứu để nhằm mô tả phân bố tác nhân nhiễm trùng phát hiện được trong bệnh phẩm đường hô hấp của bệnh nhân HIV/AIDS viêm phổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, đồng thời là sẽ có mô tả đặc điểm các bệnh cảnh viêm phổi theo các tác nhân gây bệnh ở bệnh nhân HIV/AIDS viêm phổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì đây là một nghiên cứu cắt ngang mô tả thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020 ở địa điểm là ở tại khoa nhiễm E Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Về tiêu chuẩn chọn vào thì chúng tôi chọn các bệnh nhân là người lớn có nhiễm HIV, có ít nhất một triệu chứng hô hấp và có tổn thương trên X-quang phổi, phải lấy được ít nhất một mẫu bệnh phẩm hô hấp trong quá trình nằm viện và được điều trị kháng sinh dưới 48 giờ kể từ lúc nhập viện và được đồng ý tham gia nghiên cứu bằng văn bản. Chúng tôi loại trừ những bệnh nhân mà không thể khạc đàm theo hướng dẫn, trừ những bệnh nhân mà có đặt nội khí quản. Về cỡ mẫu chúng tôi tính ra được là 95 ca. Quy trình thực hiện, tất cả các bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn và đồng ý tham gia vào nghiên cứu thì sẽ chia thành hai nhóm. Ở nhóm bệnh nhân đang đặt nội khí quản thì chúng tôi sẽ lấy mẫu bệnh phẩm là dịch hút khí quản, và ở nhóm bệnh nhân không có đang đặt nội khí quản thì tất cả các bệnh nhân đều được lấy đàm thường quy và các bệnh nhân sẽ được lấy thêm mẫu đàm kích thích nếu như không có chống chỉ định. Sau đây chúng tôi xin đến phần kết quả chính của nghiên cứu. Đầu tiên thì chúng tôi xin nói qua đặc điểm xã hội của dân số nghiên cứu. Thì trong nghiên cứu này, đa số bệnh nhân rơi vào nhóm tuổi là 25 đến 49 tuổi, chiếm tỷ lệ là 81,3%. Tương tự với các nghiên cứu khác, thì nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân nam cũng chiếm tỷ lệ rất cao, 89,6% so với bệnh nhân nữ, gấp gần 9 lần so với bệnh nhân nữ. Về đường lây truyền HIV thì hiện nay đã có sự thay đổi so với trước đây, với nhóm quan hệ tình dục không an toàn chiếm tỷ lệ rất cao, 75%, và trong đó thì nhóm MSM thì đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Về tiền căn liên quan đến tình trạng nhiễm HIV của dân số nghiên cứu thì trong nghiên cứu của chúng tôi, đa số bệnh nhân chiếm 60,4% là mới được phát hiện nhiễm HIV trong đợt nhập viện này, và trong 38 bệnh nhân đã biết nhiễm HIV thì có 8% là chưa được khởi trị ARV luôn, còn có 52,6% là đã khởi trị dưới 1 năm. Trong số 38 bệnh nhân mà đã biết nhiễm HIV này thì chỉ có 36,8% bệnh nhân là được điều trị dự phòng với Cotrim. Về tình trạng miễn dịch của dân số nghiên cứu của chúng tôi thì chúng tôi ghi nhận là có 47 bệnh nhân có được thực hiện xét nghiệm TCD4, và trung vị của TCD4 trong nghiên cứu của chúng tôi là rất thấp, chỉ có 19 tế bào trên mm khối. Tuy nhiên là có 95 trên 96 bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm lymphocyte, thì trong đó chúng tôi ghi nhận là tới 89,5%
là bệnh nhân trong nghiên cứu có cái số lượng lymphocyte rất là thấp, dưới 1.200 tế bào trên mm khối, cho thấy là tình trạng suy giảm miễn dịch của dân số nghiên cứu của chúng tôi thì rất là nghiêm trọng và nặng nề. Trong 96 bệnh nhân viêm phổi tham gia nghiên cứu thì có 49 bệnh nhân viêm phổi nặng, tức là có phải can thiệp thở oxy, và 47 bệnh nhân viêm phổi nhẹ. Thì trong 49 bệnh nhân viêm phổi nặng này, chỉ có 6 bệnh nhân là được lấy dịch hút khí quản, còn lại tất cả các bệnh nhân khác trong nghiên cứu của chúng tôi là được lấy bệnh phẩm là đàm. Thì trong đó có là đàm thường và đàm kích thích. Về phương pháp chẩn đoán tác nhân gây bệnh trong bệnh phẩm hô hấp, thì để chẩn đoán tác nhân vi khuẩn, chúng tôi sẽ sử dụng là ký dương tính với vi khuẩn. Để chẩn đoán tác nhân vi khuẩn lao, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn là soi thấy trực khuẩn kháng axit cồn hoặc là ký lao dương tính. Để chẩn đoán pneumocystis jervisi thì chúng tôi sử dụng là PCR phải dương tính với lại pneumocystis jervisi. Về vi nấm thì chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn là ký dương tính với nấm. Và định nghĩa không phát hiện được tác nhân nào là khi không tìm thấy được bất cứ tác nhân nào cả. Phân bố tác nhân gây bệnh viêm phổi trong nghiên cứu chúng tôi tìm thấy được thì đây là phổ tác nhân của dân số nghiên cứu chúng tôi, trong đó pneumocystis jervisi chiếm tỷ lệ cao nhất với 50%, kế đó là vi khuẩn 47,9%, vi khuẩn lao chiếm 36,5% và vi nấm là chiếm 18,8%, trong đó có 10 bệnh nhân chiếm 10,4% là không tìm thấy bất cứ tác nhân nào. Thì kết quả này của chúng tôi tương đồng so với tác giả Lê Mạnh Hùng năm 2006 và tác giả Le Manoir năm 2004 với pneumocystis jervisi cũng là tác nhân ưu thế hàng đầu. Tuy nhiên khi so sánh với hai tác giả khác là Tanuma năm 2014 và Gankoenko năm 2010 cũng được thực hiện tại Việt Nam thì lại cho thấy sự khác biệt. Hai tác giả này lại ghi nhận lao phổi mới là tác nhân chiếm ưu thế hơn so với lại PCB. Tuy nhiên, giải thích sự khác biệt này là do trong hai nghiên cứu của tác giả này, đa số các bệnh nhân là bệnh nhân ngoại trú nhiễm HIV và có một phần là bệnh nhân nội trú nhiễm HIV, do đó là cái mức độ suy giảm miễn dịch, tức là cái số lượng CD4 của các bệnh nhân trong hai nghiên cứu này thì cao hơn so với nghiên cứu của chúng tôi. Và cái thứ hai là do nghiên cứu của chúng tôi thì tất cả các bệnh nhân đều được chẩn đoán pneumocystis jervisi bằng PCR, còn trong hai nghiên cứu của hai tác giả này thì không phải tất cả các bệnh nhân đều chẩn đoán PCB bằng phương pháp vi sinh mà có thể là chỉ là bằng lâm sàng và đáp ứng với điều trị Cotrim thôi. Do là trong nghiên cứu của chúng tôi đa số các bệnh nhân là được lấy bệnh phẩm là đàm thường, do đó mà cái phổ vi khuẩn thường gặp và chiếm ưu thế nhất trong nghiên cứu của chúng tôi là vi khuẩn thường trú chiếm tới 73,5%. Tương tự với nhóm vi nấm phân lập được trong nghiên cứu của chúng tôi cũng là ưu thế là Candida albicans 77,7%. Thì đây là những tác nhân mà thường trú ở trong vùng miệng của bệnh nhân nhiễm HIV-S, cho nên là nó có thể lây nhiễm vào cái quá trình khạc đàm của bệnh nhân. Về tình hình đồng nhiễm, các tác nhân phân lập được trong bệnh phẩm hô hấp của dân số nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận thấy là chỉ có 42,7% là bệnh nhân chỉ ghi nhận nhiễm một tác nhân, còn lại thì đều có đồng nhiễm từ hai tác nhân trở lên. Chúng tôi xin đi qua đặc điểm viêm phổi do nhóm tác nhân pneumocystis jervisi ở bệnh nhân HIVS là chiếm tỷ lệ rất là cao trong nghiên cứu của chúng tôi. Trong đó thì chỉ có 33,3% bệnh nhân là nhiễm pneumocystis jervisi đơn thuần, còn lại đều có đồng nhiễm với một tác nhân khác. Khi chúng tôi so sánh tiền căn và đặc điểm lâm sàng giữa hai nhóm phát hiện và không phát hiện được pneumocystis jervisi, chúng tôi thấy có các yếu tố là không khởi trị ARV trước nhập viện thì chiếm tỷ lệ cao hơn ở nhóm PCB so với nhóm không có phát hiện được PCB. Thì với B là 0,006, đây là một sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Và tỷ lệ bệnh nhân mà đã khởi trị ARV dưới 1 năm trong nhóm mà phát hiện được PCB thì nó cũng thấp hơn so với lại nhóm không có bị PCB với B bằng 0,04. Tỷ lệ bệnh nhân mà có triệu chứng suy hô hấp trong nhóm PCB dương tính thì cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm PCB âm tính với B nhỏ hơn 0,001. Thì kết quả này cũng tương tự như nhận định của tác giả Le Manoir khi mà tác giả thấy là các bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, tức là định nghĩa là SAO2 nhỏ hơn bằng 90%, cũng làm tăng nguy cơ chẩn đoán PCB lên 3,3 lần so với nhóm mà không có suy hô hấp.
Khi so sánh về đặc điểm X quang phổi giữa hai nhóm phát hiện được và không phát hiện được pneumocystis jervisi, chúng tôi ghi nhận thấy tổn thương mô kẽ dạng lưới nốt ở nhóm có BCP dương tính thì cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm BCP âm tính với B bằng 0,03. Ngược lại thì không ghi nhận được bất cứ trường hợp nào có tràn dịch màng phổi trên X quang ở nhóm BCP dương tính. Thì điều này cũng tương tự với nhận định của tác giả Sewin khi mà tổn thương mô kẽ trên X quang sẽ làm tăng nguy cơ chẩn đoán BCP lên 10/18 lần. Còn trong khi đó, nguy cơ bị viêm phổi do vi khuẩn và do lao đơn thuần trong nhóm bệnh nhân có tràn dịch màng phổi trên X quang thì lần lượt gấp 2,57 lần và gấp 4 lần so với nhóm BCP đơn thuần. Kế đến thì chúng tôi xin nói qua về đặc điểm lao phổi ở bệnh nhân HIVS thì tỷ lệ mà lao đơn thuần cũng chỉ có 45,7%, còn lại đa số là bệnh nhân có đồng nhiễm với một tác nhân khác. Khi so sánh tiền căn và đặc điểm lâm sàng giữa hai nhóm phân lập được và không phân lập được vi khuẩn lao, chúng tôi thấy chỉ duy nhất có triệu chứng suy hô hấp là có sự khác biệt. Cụ thể là tỷ lệ bệnh nhân có suy hô hấp ở nhóm bệnh nhân mà phân lập được vi khuẩn lao thì thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm không phân lập được vi khuẩn lao với B bằng 0,001. Cụ thể, điều này cũng tương đồng với lại tác giả Le Minor khi mà ghi nhận thấy là suy hô hấp tức là SaO2 nhỏ hơn 90% sẽ làm giảm 80% khả năng chẩn đoán lao phổi. Tuy nhiên không thấy có sự khác biệt có nghĩa thống kê nào về đặc điểm X quang phổi giữa hai nhóm phân lập được và không phân lập được vi khuẩn lao. Kế đó chúng tôi thử so sánh các yếu tố về đặc điểm tiền căn liên quan đến tình trạng nhiễm HIV giữa hai nhóm viêm phổi nặng và viêm phổi nhẹ thì thấy rằng là ở nhóm bệnh nhân không khởi trị ARV trước nhập viện thì sẽ làm tăng nguy cơ bị viêm phổi nặng lên 2,4 lần so với lại nhóm bệnh nhân mà có khởi trị ARV trước nhập viện. Và dự phòng Cotrim cũng sẽ làm giảm 90% nguy cơ bị viêm phổi nặng với B bằng 0,003. Khi chúng tôi thử khảo sát các cái tác nhân gây viêm phổi ở hai nhóm viêm phổi nặng và nhẹ thì cũng có thấy sự khác biệt trong nhóm BCB và nhóm vi khuẩn lao giữa hai nhóm viêm phổi nặng và viêm phổi nhẹ. Chúng tôi lấy bốn cái yếu tố mà có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở phân tích đơn biến và phân tích đa biến để khảo sát các cái yếu tố liên quan đến độ nặng của viêm phổi thì thấy rằng chỉ còn có yếu tố dự phòng Cotrim sẽ làm giảm 90% nguy cơ bị viêm phổi nặng với B bằng 0,004 và phân lập được pneumocystis jervisi thì sẽ làm tăng 3,8 lần nguy cơ bị viêm phổi nặng với B bằng 0,007 và phân lập được vi khuẩn lao thì sẽ có ít hơn 60% nguy cơ diễn tiến thành viêm phổi nặng so với các tác nhân khác với B bằng 0,049. Về kết cục điều trị của dân số nghiên cứu thì chúng tôi thấy là có 40,6% bệnh nhân là có đáp ứng với điều trị và xuất viện. Tuy nhiên là tỷ lệ tử vong là 17,7% là cũng khá cao và có 38,5% bệnh nhân được chuyển viện sang bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch. Tuy nhiên hạn chế của nghiên cứu là không theo dõi được kết cục cuối cùng của nhóm bệnh nhân chuyển viện này. Kết luận là về phân bố tác nhân nhiễm trùng phân lập được, tỷ lệ cao nhất là pneumocystis jervisi 50%, kế đó là vi khuẩn 47,9%, lao là 36,5% và vi nấm là 18,8%. Bệnh nhân không phân lập được tác nhân nào chiếm 10,4%. Có 46,8% các trường hợp có đồng nhiễm từ hai tác nhân trở lên, trong đó nhiều nhất là pneumocystis jervisi kèm tác nhân khác. Về đặc điểm của nhóm BCB thì tỷ lệ nhiễm pneumocystis jervisi cao trong nhóm bệnh nhân chưa khởi trị ARV so với nhóm đã có điều trị ARV trước đây. Và ở bệnh nhân đã khởi trị ARV dưới 1 năm thì nguy cơ nhiễm pneumocystis jervisi giảm được 60%. Bệnh nhân BCB dương tính thì có tỷ lệ suy hô hấp cao và gặp nhiều hình ảnh tổn thương mô kẽ dạng núi nốt trên X quang phổi và không có ca nào ghi nhận có tổn thương tràn dịch màng phổi. Về đặc điểm của nhóm lao phổi thì tỷ lệ bệnh nhân bị suy hô hấp trong viêm phổi lao chỉ có 31,4%, thấp hơn so với nhóm không phân lập được vi khuẩn lao. Và trên X quang phổi thì các hình ảnh tổn thương đa dạng không giúp phân biệt được với các trường hợp không do lao. Về các yếu tố ảnh hưởng độ nặng của viêm phổi thì pneumocystis jervisi sẽ làm tăng nguy cơ viêm phổi nặng lên 3,8 lần. Vi khuẩn lao thì ít có khả năng gây viêm phổi nặng đến 60% so với các tác nhân khác. Và dự phòng với Cotrim cũng mang ý nghĩa bảo vệ giúp không bị viêm phổi nặng với OR là 0,1. Chúng tôi xin kiến nghị thứ nhất là các bệnh nhân có bệnh cảm viêm phổi nặng nề, suy hô hấp thì các nhà lâm sàng nên nghĩ tới tác nhân pneumocystis jervisi và ở những bệnh nhân mà với bệnh cảm viêm phổi nhẹ hơn thì sẽ hướng tới nguyên nhân lao nhiều hơn. Và kiến nghị thứ hai là sẽ tăng cường điều trị dự phòng Cotrim kết hợp với ARV cho các bệnh nhân mới biết nhiễm HIV.
Cuối cùng là tôi xin chân thành cảm ơn các quý bệnh nhân đã đồng ý tham gia vào nghiên cứu, ban giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới, các anh chị bác sĩ điều dưỡng bệnh viện, tại bệnh viện đặc biệt là tại khoa nhiễm E của bệnh viện bệnh nhiệt đới, đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford, các anh chị trong phòng lab bệnh viện bệnh nhiệt đới và Oxford đã giúp tôi hoàn thành nghiên cứu này. Phần trình bày của tôi xin hết.